Hello, xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em giới thiệu với các bác là cái mẫu mic mang thương hiệu là CF, hàng nhập khẩu chính hãng của công ty Tân Việt này. Các bác nhìn thấy này, đơn vị nhập khẩu độc quyền tại Việt Nam, công ty cổ phần xuất nhập khẩu và đầu tư phát triển Tân Việt đấy. Số 22 ngõ 379 Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Ở điện thoại xuất xứ thông tin in trên sản phẩm. Thông số kỹ thuật in trên sản phẩm. Đây là mẫu CFP306. Dòng này thì anh em họ với dòng là 506. 506 và 306 giống hệt nhau, nhưng cái màu của nó thì lại khác nhau. Tất cả chất lượng tiếng ra như nhau, mỗi cái là màu nó khác nhau. Đây các bác nhìn này, đây là 306. 306 thì màu đen, còn 506 thì của nó là màu xám xám này, xám ghi này. Đây, đây. Thì em sẽ mở ra cho các bác xem nha. Đây các bác nhá, nhìn nhá, nhập khẩu chính hãng nhá. Đấy, mic này bên em đang bán là 750 một chiếc, các bác lấy nhiều thì giá nó sẽ rẻ hơn nhiều. Đấy, mở ra cho các bác xem nhá, hàng nhập khẩu chính hãng các bác nhá. Đấy, các bác nào quan tâm thì liên hệ, giá là 750 một chiếc, lấy nhiều thì rẻ. Đây là hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh, một thứ tiếng đạt tiêu chuẩn của quốc tế này. Đấy, và đây là thông số. Đấy rồi, đây là phiếu nhập khẩu. Đấy, đó đây các bác nhé. Các bác lấy hàng thì em sẽ điền cho các bác là họ và tên này, thông tin địa chỉ, số điện thoại, thời gian bảo hành, địa chỉ của khách hàng. Đấy, và cái phần dưới này, cái phần này đại lý giữ này, cái phần cắt ở đây này. Đấy, còn cái phần trên này thì bảo hành tối đa là 18 tháng. Đấy. Đấy, rồi ok, em sẽ bảo cho các bác xem tay mic nhé. Quay một mình này, như này gọi là tay quay tay. Đấy. Quay chân nữa, quay chân là có cái chân máy để đứng quay. Đấy, hai tay động chạm lung tung này. Đây là tay mic là CFP306. Anh em cùng cha cùng mẹ. Đấy, anh em sinh đôi với 506. 506 là tay màu xám, còn đây là tay màu đen. Đấy, các bác thấy tay em bẩn không? Đi bông vác về bẩn không? Đấy, phần tay mic này. Đó, mic chuyên dùng hiện nay hát nay sâu. Đấy, rồi ok, bỏ đâu đấy. Ở đây em sẽ mở cho các bác xem luôn, liền luôn cả dây đây. Các bác đấy là có cả mic cả dây. Dây đây là nguyên kiện. Dòng này tiếng rất là hay nhá, tiếng rất là thật tiếng, hát rất là sướng lỗ tai luôn. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nhé. Giá thì rất là xuân yêu thương rồi, 750 một cái. Và giá trong khuyến mại cho các bác là còn có 700.000 thôi, từ mùng 1 đến mùng 8 âm lịch hàng tháng. Đấy, chương trình khuyến mại vẫn áp dụng đều cho các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Giá là rất là xuân yêu thương rồi, không tốt hơn được nữa đâu. Đấy, lấy nhiều thì rẻ nha các bác nha. Bên em bán lẻ được có vài cái rồi. Này lấy về ít quá, tính lấy 20 cái nhưng mà xe không chở được, em chở được có ít này thôi. Đấy, chở được có chục cái thôi. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Em sẽ này đóng gói lại gần như là như cũ này, đóng gói lại gần như là như cũ cho các bác xem này. Đấy, mở ra đóng vào. Xe FP306, anh em họ với 506, dòng này tiếng rất là hay. Hoặc là các bác cũng có thể quét luôn cái mã trên đây này. 750 một chiếc, chất lượng rất là hay. Test thử thì em sẽ test trong video clip lần sau nhé. Tiếng dòng này hát rất là sướng. Anh em nào mà đã dùng mic của CF rồi thì cho em một chút ý kiến bình luận của cái sản phẩm này. Nếu các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp. Đấy, hàng em bao ship cho các bác từ Bắc vào trong Nam nhé, khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam. Đấy, quốc tế cũng gửi được nhé, gửi quốc tế đắt lắm, cơ phí các bác phải chịu thêm nhé. Nào Campuchia hay là Thái hay là Nhật hay gì đấy thì em tính các bác là chỉ có 650.000 thôi, nhưng không bao ship. Đấy, ví dụ các bác ở bên Nhật thì em sẽ gửi sang đấy và cước nó đắt thêm khoảng tầm 250.000 nữa. Đấy, cộng thêm 250.000 tiền cước nữa. Đấy, ví dụ là gọi là gửi quốc tế thì sẽ tính theo một giá khác hoàn toàn. Đấy, và không bao ship cho các bác.
Rồi ok, nói vui thế thôi. Các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nhé. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.